Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Chúng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về, để trong trại của David đã dựng lên cho nó, đoạn dâng những của lễ thiêu và của lễ bình an tại trước mặt Đức Chúa Trời. Khi David đã dâng của lễ thiêu và của lễ bình an xong, bèn nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân sự. Đoạn phân phát cho hết thảy người Israel, cả nam và nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một cái bánh nho khô. Người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. A-sáp làm chánh, Sa-cha-ri làm phó, rồi thì Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Eli-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm và Giê-i-ên đều cầm nhạc khí, đờn cầm và đờn sắt. Còn A-sáp nổi chập chỏa vang lên. Benaya và thầy tế lễ Yahasien đều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Trong ngày đó, David trao nơi tay Asaph và anh em người bài hát này đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va cầu khẩn danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc. Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài, suy gẫm về các công việc mầu của Ngài. Hãy lấy danh thánh Ngài làm vinh. Phàm ai tìm cầu Đức Giê-hô-va khá vui lòng. Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, phải tìm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi của Israel là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, những phép lạ Ngài và lời xét đoán của miệng Ngài. Ngài vốn là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, sự xét đoán Ngài làm ra khắp thế gian. Khá nhớ đời đời sự giao ước Ngài và mạng lệnh Ngài đã định cho ngàn đời, tức giao ước Ngài đã lập cùng Abraham và lời thề Ngài đã thề cùng Isaac, lại quyết định cho Gia-cốp làm điều lệ, cho Israel làm giao ước đời đời rằng: Ta sẽ ban cho ngươi xứ Canaan là phần cơ nghiệp ngươi. Khi ấy các ngươi chỉ một số ít người, hèn mọn và làm khách trong xứ, trải từ dân này qua dân kia, từ nước này đến nước khác. Ngài không cho ai hà hiếp chúng. Ngài trách phạt các vua vì cớ họ mà rằng: Chớ đụng đến những kẻ chịu sức dầu ta, đừng làm hại cho các tiên tri ta. Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ngày ngày hãy tỏ ra sự chứng cứu của Ngài. Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài. Tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, đáng kính sợ hơn các thần. Vì các thần của những dân tộc vốn là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va dựng nên các tầng trời. Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Hỡi các dòng của muôn dân, khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài. Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi khắp thiên hạ, khá run sợ trước mặt Ngài. Thế giới cũng được vững bền, không sao lay động. Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỷ lạc. Còn trong các nước, người ta đáng nói, Đức Giê-hô-va quản trị. Biển và mọi vật ở trong phải dội tiếng lớn lên. Đồng nội và vạn vật trong nó đều khá vui vẻ. Bây giờ các cây cối trong rừng sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng xét đoán thế gian. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ, sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Hãy nói: Hỡi Đức Chúa Trời, đấng chứng cứu chúng tôi, xin hãy cứu rỗi chúng tôi, hiệp chúng tôi lại và giải thoát khỏi các nước, để chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và nhờ sự ngợi khen Chúa mà lấy làm được vinh. Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ đời đời cho đến đời đời. Cả dân sự đều đáp rằng:
Amen và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vậy, David đặt Asaph và anh em người tại đó trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, hầu cho mỗi ngày phục sự luôn luôn ở trước hòm, làm việc ngày nào theo ngày nấy. Cũng đặt Obed-Edom và anh em người làm kẻ giữ cửa, số được 68 người, và Obed-Edom, con trai của Giê-đu-thun cùng Hô-sa. Lại đặt thầy tế lễ cả Sa-đốc và anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trong Ga-ba-ôn, đặng sớm mai và chiều hằng dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ thiêu, tùy theo các điều chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã truyền dạy cho Israel. Với chúng có đặt Hê-man, Giê-đu-thun và những người đã được chọn khác, gọi từng danh đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Còn Hê-man và Giê-đu-thun cầm những kèn và chập chỏa để làm nó vang dày lên cùng các nhạc khí dùng về bài ca hát của Đức Chúa Trời. Các con trai của Giê-đu-thun thì đứng tại nơi cửa. Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình, còn David trở về đặng chúc phước cho nhà người. Chương 17. Khi David ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Na-than rằng: Này, ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới những bức màn. Na-than tâu với David rằng: Hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Sảy trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Na-than rằng: Hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi chớ cất đền cho ta ở, vì từ khi ta dẫn Israel lên khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết. Nhưng ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ. Phàm nơi nào ta đồng đi cùng cả Israel, ta há có phán biểu một người nào trong các quan xét Israel, tức người mà ta truyền bảo chăn dân ta mà rằng: Sao các ngươi không cất cho ta một cái đền bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói cùng David tôi tớ ta như vậy: Đức Giê-hô-va của vạn quân phán như vậy: Ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, đặng lập ngươi làm vua chúa trên dân Israel ta. Phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn như danh của kẻ cao trọng ở trên đất. Ta sẽ sắm sẵn một chốn ở cho dân Israel ta, vuông trồng chúng để chúng ở nơi mình, sẽ không còn bị khuấy rối. Con loài ác sẽ chẳng làm bại hoại chúng như khi trước nữa, như từ ngày ta đã lập quan xét trên dân Israel ta. Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. Sảy khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi đặng kế vị ngươi. Ta sẽ làm cho nước người vững chắc. Người ấy sẽ cất cho ta một cái đền, và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con ta. Sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu, như ta đã cất khỏi kẻ ở trước người. Song ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà ta và tại trong nước ta. Còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi. Na-than theo các lời này và sự mặc thị này mà tâu lại với David. Vua David vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, tôi là ai và nhà tôi là gì mà Chúa đem tôi đến đây? Đức Chúa Trời ơi, ơn đó Chúa lấy làm nhỏ mọn thay. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Chúa có hứa ban ơn cho nhà của tôi tới Chúa trong buổi tương lai đến lâu dài, và có đói xem tôi theo hàng người cao trọng. Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế, thì David còn nói gì được nữa, vì Chúa biết đầy tớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã theo ý lòng mình mà làm các việc lớn này cho đầy tớ của Ngài, đặng bày ra các sự cả thể này.
Ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như Ngài. Và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoại Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống như dân Israel của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đi chuộc lại làm dân riêng của Ngài sao? Nhờ sự cả thể đáng kính đáng sợ, Chúa được danh rất lớn, đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân của Chúa, là dân Chúa đã chuộc lại khỏi xứ Ai Cập. Vì dân Israel, Chúa đã khiến thành dân riêng của Ngài đến đời đời. Còn Đức Giê-hô-va ơi, Ngài trở nên Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, nguyện lời Ngài đã hứa về tôi tớ Ngài và về nhà nó được ứng nghiệm đến đời đời. Cầu Chúa làm y như Ngài đã phán. Nguyện điều ấy được vững chắc và danh Chúa được tôn vinh đời đời, để người ta nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, tức là Đức Chúa Trời cho Israel. Còn nhà David là tôi tớ Chúa, được đứng vững trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời tôi ơi, Chúa có bày tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết rằng Chúa sẽ lập một cái nhà cho người. Bởi đó cho nên kẻ tôi tớ Chúa dám cầu nguyện ở trước mặt Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa điều lành này với tôi tớ Chúa. Thế thì nay cầu xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, hầu cho nó hằng còn ở trước mặt Chúa. Vì Đức Giê-hô-va ơi, hễ Ngài ban phước cho nó thì nó sẽ được phước đến đời đời. Chương 18. Sau việc ấy, David đánh dân Philistin, bắt phục chúng nó và đoạt lấy khỏi tay chúng nó thành Gát và các hương thôn nó. Người cũng đánh Moab, dân Moab bèn phục dịch David và tiến cống cho người. David đánh Hadarezer, vua Soba tại Hamat, khi người đang đi lập nước mình trên sông Euphrat. David chiếm lấy của người 1,000 cỗ xe, 7,000 lính kỵ và 20,000 lính bộ. David cắt nhượng của các ngựa kéo xe, duy chừa lại 100 con. Dân Syri ở Damas đến cứu giúp Hadarezer vua Soba. David bèn giết chúng 22,000 người. David lập đồn trong Syri của Damas. Dân Syri phục dịch người và đem nộp thuế cho người. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. David đoạt những khiên vàng của các đầy tớ Hadarezer rồi đem về Jerusalem. Từ Tibat và Kun, hai thành của Hadarezer, David lại đoạt lấy nhiều đồng mà Salomon dùng làm cái biển đồng, các trụ và chậu bằng đồng. Khi Tohu vua Hamat hay rằng David đã đánh cả đạo binh của Hadarezer vua Soba, thì sai Hadoram con trai người đến chào mừng và ngợi khen David, bởi người đã chinh chiến với Hadarezer và đã đánh người, vì Hadarezer và Tohu thường đánh giặc với nhau luôn. Tohu cũng gửi đến các thứ chậu bằng vàng, bạc và đồng. Các đồ ấy David cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Edom, Moab, dân Ammon, dân Philistin và dân Amalek. Vả lại, Abishai, con trai của Seruya, đánh giết tại trong trũng muối 1,800,000 người Edom. Người đặt đồn tại Edom và cả dân Edom đều phải phục dịch David. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. David làm vua trên cả Israel, lấy sự ngay thẳng và công bình mà xử với dân sự của người. Joab, con trai của Seruya, thống lãnh đạo binh. Josaphat, con trai của Ahilud, làm quan thái sử. Sadoc, con trai của Ahitub, và Abimelech, con trai của Abiatha, làm thầy tế lễ. Savesha làm quan ký lục. Benaya, con trai của Jehoiada, cai quản người Kerethit và người Phelethit. Còn các con trai David đều làm quan đại thần gần bên vua. Thi Thiên 134. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Kinh Thánh Tân Ước, Phúc âm Ma-thi-ơ, chương 1. Gia phổ Đức Chúa Giê-su Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Sa-ra. Pha-rê sanh Ết-rôm, Ết-rôm sanh A-ram, A-ram sanh Aminadab, Aminadab sanh Na-át-son, Na-át-son sanh Sanh-môn, Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Giê-sê, Giê-sê sanh vua David. David bởi vợ của Uri sanh Salomon, Salomon sanh Roboam, Roboam sanh Abiya, Abiya sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Joram, Joram sanh Osia, Osia sanh Jotam, Jotam sanh Acha, Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasseh, Manasseh sanh Amon, Amon sanh Josia. Josia đang khi bị đày qua nước Babylon sanh Jechonia và anh em người. Khi đã bị đày qua nước Babylon thì Jechonia sanh Salathien, Salathien sanh Sorobaben, Sorobaben sanh Abiúc, Abiúc sanh Eliakim, Eliakim sanh Aso, Aso sanh Sadoc, Sadoc sanh Achim, Achim sanh Eliúc, Eliúc sanh Eleasa, Eleasa sanh Ma-thang, Ma-thang sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giê-su gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-su Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-su. Chương 2. Khi Đức Chúa Giê-su đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả
và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày của quý ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn than khóc trong thành Rama. Ấy là Rachel khóc các con mình mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Achelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilee ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Chương 3. Lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo ngài. Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đan đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ
cây búa đã để kề rễ cây. Vậy, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Song dân từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp têm mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Cảm ơn Chúa lời của ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của ngài. Xin lời của ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi ngài. Xin Chúa cho con biết về ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn ngài, mỗi ngày mới ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.